Bất động sản Cần Giuộc, Long An mến chào quý cô chú các nhà đầu tư. Lời nói đầu tiên cho em gửi lời cảm ơn thời gian qua đã luôn xem và ủng hộ kênh của em. Hôm nay em giới thiệu một miếng đất vườn thị trấn Cần Giuộc. Đây là trung tâm thị trấn Cần Giuộc, cũng là tuyến tránh quốc lộ 50. Cái hướng em quay camera là về cầu Cần Giuộc. Đó, phía trước là tượng đài, qua tượng đài là tới cầu Cần Giuộc nha quý vị. Còn ở đây là trung tâm thị trấn Cần Giuộc và chợ Cần Giuộc nha. Đây là cái hướng đi thẳng là vô chợ chợ Cần Giuộc, cũng là miếng đất của em nằm ở phía sau chợ Cần Giuộc nha quý vị. Giờ bây giờ em review vào cái miếng đất vườn cho cô chú anh chị và các nhà đầu tư nha. Đây là trung tâm thị trấn Cần Giuộc. Còn con đường này là con đường vào miếng đất vườn của em nằm phía sau chợ Cần Giuộc nha quý vị. Đây là chợ nha, chợ Cần Giuộc. Hai bên lại đường bán kinh doanh đủ ngành nghề nha quý vị. Ở đây con đường nhựa là Nguyễn An Ninh nè, quẹo về hướng miếng đất của em. Còn ở đây là chợ Cần Giuộc nha. Vị trí đất là gần chợ nè ha, trung tâm huyện nè. Siêu thị ha, thành phố xanh ha, trạm y tế ha. Ở thị trấn Cần Giuộc này em còn một miếng đất vườn duy nhất nha quý vị. Đất vườn thị trấn Cần Giuộc là cực kỳ hiếm nha quý vị. Ở đây là khu phố 2 nha quý vị. Vị trí miếng đất vườn là nằm trong khu phố 2 thị trấn Cần Giuộc, nằm ở sau lưng phía sau của chợ Cần Giuộc nha. Đường chính tắc là đường xe hơi 4 chỗ 7 chỗ là ra vào thoải mái nha. Khu vực rất có tiềm năng cao, an ninh ổn định ha. Xung quanh là đầy đủ tiện ích nha quý vị. Rồi, ở đây là khu phố 2 nha. Nhà dân sinh sống rất là đông đúc. Đây tới vị trí đất của em nha. Đất vườn có ranh giới rõ ràng cụ thể hết nha quý vị. Đây, ở đây quý vị đi thẳng là tới chợ Cần Giuộc nha. Đi thẳng tầm 200m nữa là tới chợ Cần Giuộc luôn. Mặt tiền chợ Cần Giuộc luôn quý vị. Đây, ở đây là nhà dân sinh sống rất là đông nha. Vị trí đất vườn từ hàng rào này nè. Đây có hàng rào sẵn nè. Đây từ ganh hàng rào nè quý vị. Đây, từ hàng rào nè lại tới đằng này. Ở đây có cấm cọc nha quý vị. Đất mình là có cấm cọc ranh giới rõ ràng nha. Đây đó, từ hàng cọc nè đó, cọc màu trắng là thẳng ra phía sau quý vị. Từ bên này qua tới bên đó ngang 24m, dài 33 nha quý vị. Em xin nhắc lại, ngang 24, dài 33, tổng diện tích là 800m2 đất vườn ha. Sổ có thời hạn lối đi luôn nha quý vị. Đường trước đất là đường xe hơi. Thị trấn Cần Giuộc là cực kỳ hiếm đất vườn nha quý vị. Nhà dân sinh sống rất là đông nha. Khu vực rất có tiềm năng cao, an ninh ổn định nha quý vị. 800m2 đất vườn, ngang 24, dài 33. Giá bán là 10 triệu 1m2, còn giá còn thương lượng nha quý vị. Khu phố 3, thị trấn Cần Giuộc. Đó, ở đây mình đi thẳng là tới mặt tiền chợ Cần Giuộc nha. Vị trí quá đẹp luôn nha quý vị. Đất sạch đẹp ha, vuông quốc nha, ngang 24 và 33. Có cấm cọc ranh giới nha, rõ ràng. Giá bán 10 triệu 1m2, còn thương lượng nha quý vị. Các nhà đầu tư, cô chú anh chị mà cần xin liên hệ số điện thoại trên màn hình ha. Đất vườn tuyệt đẹp nha. 800m2, thị trấn Cần Giuộc.
nằm phía sau chợ Cần Giuộc nha quý vị. Rồi em xin kết thúc video, cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các nhà đầu tư luôn theo dõi ủng hộ kênh của em. Quý vị nào chưa đăng ký kênh nhớ đừng quên đăng ký để theo dõi video tiếp theo. Em xin chào, hẹn gặp lại.